Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu muộn nhất của vòng 27 giải Ngoại hạng Anh là màn so tài của West Ham với Wolves đã diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Hai đội bóng này đang đua tranh quyết liệt để giành vé vào top 4, qua đó kiếm vé dự cúp châu Âu ở mùa giải năm sau, nên vào trận với quyết tâm rất cao. Khát khao chiến thắng của West Ham thậm chí còn lớn hơn khi họ được thi đấu trên sân nhà và rất muốn trả món nợ đã thua trong trận lượt đi. Tuy nhiên, trước một Wolves đang có phong độ cao, West Ham đã gặp rất nhiều khó khăn và họ phải chơi phòng ngự phản công. Lối chơi của West Ham cũng khiến Wolves không có được nhiều cơ hội. Hiệp một khép lại với tỷ số không đều. Trong hiệp thi đấu thứ hai, khi mà trận đấu đang diễn ra với thế trận cân bằng, thì West Ham bất ngờ có bàn mở tỷ số sau tình huống phòng ngự hớ hênh của Wolves. Antonio đã kiến tạo để Thomas Suchet ghi bàn mở tỷ số phút 59 của trận đấu. Mặc dù khoảng thời gian còn lại là rất nhiều, nhưng Wolves không thể gỡ hòa, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Với chiến thắng này, West Ham có 45 điểm, bằng điểm với Arsenal, nhưng tạm xếp thứ 5 trên đối thủ dơ hơn hiệu số. Mặc dù vậy, búa tạo lại thi đấu nhiều hơn pháo thủ tới 3 trận. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 27 như sau. Manchester City dẫn đầu với 66 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 60 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 50 điểm, Manchester tức đứng thứ 4 với 47 điểm, West Ham đứng thứ 5 với 45 điểm, Arsenal đứng thứ 6 với 45 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 42 điểm, Wolves đứng thứ 8 với 40 điểm, Southampton đứng thứ 9 với 35 điểm, Brighton đứng thứ 10 với 33 điểm, đứng thứ 11 là Crystal Palace 30 điểm, Aston Villa đứng thứ 12 với 30 điểm, Leicester City xếp thứ 13 với 27 điểm, Newcastle United đứng thứ 14 với 25 điểm, Brentford đứng thứ 15 với 24 điểm, Leeds United đứng thứ 16 với 23 điểm, xếp thứ 17 là Everton 22 điểm. Ba ở cuối cùng vẫn thuộc về Burnley, Watford và Norwich City. Lịch thi đấu vòng 28 giải Ngoại hạng Anh. Vòng 28 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong 3 ngày, mùng 5, mùng 6 và mùng 8 tháng 3. Trong ngày mùng 5 tháng 3 sẽ diễn ra các trận đấu. Vào lúc 19:30, Leicester City sẽ đối đầu với Leeds United. Ở khung 22 giờ sẽ đồng loạt diễn ra 5 trận đấu. Đó là cuộc so tài của Aston Villa với Southampton, Burnley với Chelsea, Newcastle United với Brighton, Norwich City với Brentford và Wolves với Crystal Palace. Trong ngày 6 tháng 3 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 0:30, Liverpool đối đầu với West Ham. Vào lúc 21 giờ, Watford đối sức với Arsenal. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này là màn so tài của Manchester City với Manchester United vào lúc 23:30 ngày 6 tháng 3. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này là cuộc so tài của Tottenham với Everton vào lúc 3:00 ngày 8 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.